phòng chống tấn công mạng, tội phạm mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, chiến tranh mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, được nhiều quốc gia xác định là nội dung cốt lõi trong bảo vệ phát triển đất nước. Trải qua 11 kỳ tổ chức liên tiếp tại Việt Nam kể từ năm 2007, hội thảo triển lãm quốc gia về an ninh bảo mật đã trở thành một trong những diễn đàn quốc gia lớn và uy tín nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực an ninh bảo mật. Thành công của các kỳ hội thảo triển lãm có sự nỗ lực rất lớn của tập đoàn IDG, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị đồng tổ chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội thảo triển lãm đã tạo diễn đàn để các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước chia sẻ, trao đổi thông tin, tìm kiếm giải pháp công nghệ để bảo đảm an ninh mạng, phòng tránh nguy cơ rủi ro trên môi trường mạng trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ dựa trên nền tảng internet của vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh. Tiếp nối thành công từ năm trước, năm 2018, Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tổ chức hội thảo triển lãm quốc gia